Xin chào cả nhà mình nha. Cả nhà thấy hình gì không? Bánh cuốn nè. Đó, và hôm nay là Thị sẽ làm cái món là bánh cuốn với bột pha sẵn như thế này nha. Đổ nước là xong nè. Đó, ở đây nó có hướng dẫn rất là dễ dàng nè. Nước nè, dầu ăn với bánh cuốn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện món bánh cuốn này. Nhưng nó sẽ có sự cải biên hơn, có sự cải tiến hơn. Đó chính là nó sẽ có một cái thành phần quen thuộc, đó chính là protein blend nha cả nhà. Đây là cái sản phẩm protein blend. Bây giờ mình pha bột trước xong rồi mình bỏ bột protein vô sau nha. Đây protein Thủy đã chuẩn bị sẵn một ít như thế này nè, khoảng hơn nửa muỗng, gần một muỗng thôi. Cái gì mà nhiều quá nó cũng ngon, thành ra mình bỏ một cái lượng vừa phải nha. Bây giờ đơn giản là mình thêm một chút xíu muối và nước cho nha. Rồi đổ nước vô đi cả nhà. Pha bột này là nó loãng nha. Cả nhà ơi, đó bột mình đã pha sẵn rồi, bây giờ mình chỉ là bắt chảo lên bếp và đổ nha. Bây giờ là Thủy làm tới phần nhân của bánh cuốn đây nè. Đơn giản là thịt xay và nấm mèo nha, cắt nhuyễn. Bây giờ mình xào lên, mình nêm một chút xíu hạt nêm vô cho nó cũng có vị một chút xíu. Đừng mình ăn bánh cuốn thì mình đã có nước cha mắm rồi, nên thành ra nó sẽ vừa hơn nha. Bây giờ mình trộn đều cho nhân nó chín. Đó, bắt bếp lên đơn giản, tỏi, rồi nấm mèo, rồi thịt là xong. Đây cả nhà thấy chưa, chuẩn bị nhân nhà làm nè, thịt nhiều nấm ít ha, còn có ngoài tiệm là nấm nhiều thịt ít. Cả nhà ơi, bây giờ đổ bánh nha cả nhà. Đó, mình dùng chảo chống dính nè, xong rồi mình bỏ nhân vô, rồi mình đậy nắp lại. Vậy là mình chờ bánh chín rồi mình cuốn lại thôi nè. Dùng chảo chống dính nên rất là hạn chế dầu luôn á, không có nhiều dầu mỡ với cái món này đâu. Tuy nó không có mình làm thì nó tất nhiên là nó không được đẹp, tại vì người ta sẽ làm hấp cách thủy, còn ở đây là mình dùng chảo chống dính nên nó nhìn nó không được đẹp lắm, nhưng mà chủ yếu chất lượng là chính nè. Đặc biệt có protein vô blend, protein blend vô là đầy đủ chất rồi. Cuối tuần cả nhà mình rảnh rỗi trổ tài làm một số món ăn cho gia đình nha. Đó, rất là dễ thôi hà. Nó nhẹ nhàng hơn đổ bánh xèo nhiều lắm cả nhà ơi. Với lại nó không có nhiều dầu mỡ như bánh xèo nữa. Làm nhân cũng dễ dàng. Cuộn cuộn lại thôi, rồi cho lên dĩa nè. Cả nhà cứ tự tin làm đi, trước nó lộng cộng sau là nó quen à. Tan 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 tan, bánh đã ra lò rồi, bây giờ chuẩn bị mâm mâm thôi cả nhà ơi. Đây, thế là xong rồi.